đoạn sông Ba Láng chảy qua xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang liên tục sạt lở trong 2 năm qua. Mặc dù người dân đã bỏ tiền túi ra làm kè nhưng vẫn không chống chịu được. Hiện các điểm sạt lở này đã được chính quyền địa phương khắc phục bằng cách làm kè bờ bằng bê tông. Tuy nhiên tình trạng đất sụt lún rạn nứt vẫn diễn ra, báo hiệu nguy cơ đất sạt lở bất cứ lúc nào. Ở đây bây giờ là ăn ngủ không yên. Ăn ngủ mà không biết nó sạt lở giờ nào nữa. Hơn một năm qua, trên địa bàn xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A đã xảy ra 3 điểm sạt lở nguy hiểm. Nguyên nhân của tình trạng sạt lở là do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ lên cao, thủy triều xuống thấp, làm cho đất xuất hiện nhiều vết nứt có khuynh hướng tách rời. Bên cạnh đó, việc xây dựng lộ giao thông nông thôn, nhà ở sát bờ kênh cũng khiến tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra nhanh hơn. Dự báo trong mùa mưa này, tình trạng sạt lở sẽ tiếp tục xảy ra nên địa phương đang triển khai nhiều phương pháp phòng chống. Đối với những cái điểm có nguy cơ tiềm ẩn thì chúng tôi cũng có cái biển báo, có đánh dấu để làm sao có cái giải pháp là hạn chế cái sạt lở thấp nhất trong năm 2017 cũng như là những năm tiếp theo. Theo khảo sát, hiện tỉnh Hậu Giang có hơn 100 điểm có nguy cơ sạt lở cao. Bên cạnh việc triển khai nhiều phương án phòng chống sạt lở, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng chỉ đạo các địa phương phối hợp với các ban ngành hữu quan tiếp tục vận động các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở di dời nhằm đảm bảo an toàn về con người và tài sản. Về phía tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân di dời về nơi ở mới.